Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Phương Thơm Voice Channel. Ok, một trường hợp nữa. Có nhiều khi cái động từ to get nó thế cho cái động từ to be. Get is sometimes used instead of be. Ok. Hana bây giờ gặp rồi nè. Những cái này là những cái trường hợp đặc biệt mình ít thấy. Người ta nói the eggs got broken. Mình phải hiểu là the eggs were broken. I get sick. I am sick. Chị thấy không? I'm sick hay là I get sick cũng có nghĩa là tôi bệnh. Cái động từ to get nó nhiều nghĩa lắm các anh chị. Thế, trường hợp này nó có nghĩa là động từ to be. Câu này có nghĩa là gì các anh chị? Cái này là passive nha. I will get sacked. Get sacked có nghĩa là I will be đó các anh chị. Các anh chị thấy rõ ràng không? Thế vào chữ động từ to be. Hình như nó sẽ ở thì passive, right? I will get sacked if you take away more time off. Nghĩa là gì các anh chị? Hình như là nói là bạn bị đuổi phải không? Không. Phải không? Yeah, bạn bị nghỉ việc á phải không? So đây mình sẽ dùng chữ bị phải không các anh chị? Tại vì nó là ở passive. Bạn bị đuổi việc hay là bạn bị nghỉ việc. Nếu mà bạn không phải lấy nhiều giờ. Take more time off là gì? Take away more time off là gì? Và bạn bị sa thải, nói nó lịch sử. Take away more time off. Yeah, là bạn nghỉ nhiều quá, ok? Chứ không phải là làm mất nhiều giờ. Bạn sẽ bị sa thải, bị đuổi việc. Nếu mà bạn nghỉ nhiều quá đó, ok? Bạn nghỉ nhiều quá đó. Bạn nghỉ nhiều nữa. Cái gì vậy? So đây nó cũng có nghĩa là you be sacked, right? Thế vào cái động từ to be ngay chỗ chữ get. Ok, một trường hợp nữa. Bây giờ mình đang đi vào cách dùng nó, using nó. A sentence containing a direct and an indirect object could have two passive forms. Một cái câu mà nó vừa có thuốc từ trực tiếp và thuốc từ gián tiếp, mình có thể làm thành hai cái passive, okay, đổi thành hai câu. Thí dụ câu này: Someone gave her a poor dog. A poor dog là gì các anh chị? Câu này nghĩa là gì các anh chị? Đâu phải. Hình như là phải cái bia không vậy? Hả? Không phải. Phải cái bia không? Không phải. Cái lon bia phải không? Phải không? Phải không các anh chị? Các anh chị phải không hay là tiếng Anh nhớ lộn? Anh chị nào bên Mỹ biết cái loại này không phải là loại bia hả? Cái này phải không hay là tiếng Anh nhớ lộn? Cái bia nào mà uống cho nó mạnh á? Oh, Red Bull. Yeah, I'm sorry, nhớ lộn rồi. Nhớ lộn rồi. Phải không? Red Bull hả? Chứ không phải là Bull Dog. Chắc thì mình nhớ lộn rồi. Beer hả? Red Bull, dạ, bò hút đúng rồi. Tiger Beer. Nhớ lộn rồi. Ok, vậy là đúng rồi. Cái con chó Bull Dog là cái con chó gì ta? Mình chưa chưa
Chưa bao giờ thấy cái con chó này á. Let me see. Okay, bulldog. One of English bred and medium size, short hair, muscular dogs. Nghĩa là con chó bự. Hay con chó bự. On the short yard and usually having a white and tan race original form. Yeah, con chó bự, thấy con chó đó chắc giật mình. Đúng rồi, con chó, cái chó đực. Con chó. Nó không có bự, nó cái size nó trung bình thôi. Tóc nó ngắn, lông nó ngắn. Nói tóc lâu nó ngắn rồi khái vậy các anh chị. Ok rồi, câu này nó vừa có indirect and direct object. Cái nào là indirect, cái nào là direct các anh chị? Nhớ nha, cái nào chánh ở phía sau. Okay, cái nào chánh ở phía sau, direct and indirect. Cái nào là direct and cái nào là indirect? Yeah, cái nào chánh ở phía sau. Okay. So her là indirect and pull, I mean bulldog là direct. Okay. Thành ra cái câu này mình có thể làm thành hai câu. Right? Hai câu passive. Các anh chị làm hai câu đi. She was Berberine. Không có thuộc bài nữa rồi. Gave and given. Okay. Gave and given. A bulldog was giving her là gì? Was giving her là gì? Ở đây có chữ she đàng hoàng mà sao để someone ở đây? Hả? Very good, Mr. Thun. Was giving to her. Yes, she was giving a bulldog, or a bulldog was giving to her. Nhớ give thì phải là to nha các anh chị, chứ không phải là for nha. Cái con chó được cho tới cô ta, được cho cô ta phải không? Was given to her. Nhưng mà thường thường đó, thường thường cái câu mà đầu tiên đó, she was giving a bulldog. Okay, thường thường người ta nói nhiều hơn. The first of these is much more unusual, okay? Hai câu đó người ta thường nói cái câu đầu nhiều hơn. She was giving a bulldog. Chứ mà ít ai nói a bulldog was giving to her. Bây giờ một cái passive nó ở trong trường hợp khác nữa. In question. Yeah, indirect object. Yeah, in this case, the indirect object usually become the subject of the passive verb. Okay. Các anh chị đổi thử câu này nha. But did they steal? Họ đã ăn cắp cái gì? Họ đang cắp cái gì? Đổi đổi thành passive, cái gì bị ăn cắp vậy? Cái gì bị ăn cắp vậy? Rất là dễ phải không các anh chị? Cái gì bị ăn cắp vậy? Các anh chị học trong cái bài cách cách đặt câu hỏi đó, chữ what. Yeah, phải đi liền với cái động từ phải không? What was stolen? Steal, stole and stolen. Very good.
Chữ what phải đi liền với cái động từ, phải không? Thường thường á, hoặc là nó phải đi liền với cái danh từ, phải không? Câu này. What was stolen? Câu này. Nhớ thuộc bài cái irregular verb. Who painted it? Ai đã sơn nó vậy? Ai đã sơn nó vậy? Câu này hơi khó rồi nha. Ok. Câu này hơi khó rồi nha. Phải dùng chữ who mà. Không có ai để chữ who ở phía sau nha các anh chị. Thường thường người ta để chữ who ở phía đầu. Ok. Tạ Linh. Ghép thì thôi đó. Why you so picky? Hả? Why you so picky, Tạ Linh? Để ý tưởng mi từng chút vậy hả? Hả? Thường thường không có ai để chữ who ở phía sau nha các anh chị. Okay, để chữ who ở phía đầu. Very good. Dương demon. Demon, right? Demon. Nhưng mà phải có chữ by nữa, ok? Phải có chữ by nữa. Ok. Who was it painted by? Ý là was it painted by whom đó. Okay, by whom đó. Okay, who was it painted by? Right? Ok, một trường hợp nữa, hồi nãy ai hỏi tùm lum á, bây giờ vô vấn đề rồi nè. Ok, vô cái vấn đề rồi nè. Passive voice with preposition or adverb. Ví dụ câu này các anh chị đổi nha. Duffy painted this picture. And hurry các anh chị, hôm nay mình ráng xong cái bài text đi, rồi ngày mai mình sẽ làm bài kiểm, ok, bài tập. Câu này thì thường rồi, mình dùng cái preposition by, nè, các anh chị đều biết phải không? Right? Yes, these pictures was painted by Duffy. Right? Câu này. Thí dụ có cái preposition, các anh chị bắt buộc phải lặp lại nha. Ấy, giống như chữ by ở phía trên câu hỏi. Who was it painted by? We must write to him. Chúng tôi phải viết cho ông ta, viết thơ cho ông ta. Đem chủ từ ra phía trước là he, phải không? Lặp lại trợ động từ là must, right? He must, phải không? Phải có trợ động từ các anh chị please. Phải lặp lại cái trợ động từ là must. He must, right? Rồi mới chia cái động từ to be. Ở thì hiện tại là be, phải không? He must be ridden, phải không? Ridden. Ridden hai chữ T hay là một chữ T các anh chị? Trường hợp này nói là bất quy tắc, phải theo luật của bất quy tắc. Có nghĩa là cái cột thứ ba người ta viết làm sao thì các anh chị phải lặp lại. Ok, phải lặp lại. Chứ không cần theo luật, I'm sorry. Cái động từ bất quy tắc, ba cột người ta viết rõ ràng ra. Nhiều khi bắt buộc phải viết hẳn khác nhau, không có cần theo luật. Ok, ở đây bring có hai chữ T. Chứ không phải theo luật chánh là drop chữ T rồi rồi mới thêm cái gì, không phải nha. Cái reading này là
là cái chữ nó bắt buộc phải viết như vậy, thành ra bắt buộc phải là hai chữ thi. Okay. Ở đây, ở trong câu nó có chữ to phải không các anh chị? Right. Mình phải lặp lại chữ to. Và mình không có cần nói chữ us. Có nghĩa là cái chủ từ mà mình đã biết cái chủ từ đó là ai rồi, mình không cần lặp lại cái chủ từ đó. Ok. Không cần lặp lại cái chủ từ đó. Ngoại trừ khi mà người ta muốn nhấn mạnh cái chủ từ. Thí dụ như mình nói là the house is painted. Mình chỉ cái nhà của mình nói the house is painted. Hay là I painted the house. Rồi người ta biết là mình sơn cái nhà rồi. Thì mình chỉ cần nói oh the house is painted. Không cần nói by me. Như là tuần trước mình nói với họ là oh thứ bảy này tôi sơn cái nhà. Phải không? Thứ bảy này tôi sơn cái nhà. Mình nói với họ như vậy đó. Đến Chủ nhật họ lợi cái sau mình nói the house is painted. Họ không cần nói I painted. Phải không? Các anh chị hiểu chỗ này không? Mình nói trước với họ là mình sơn cái nhà. Thành ra tuần sau mình lợi, họ lợi mình chỉ nói the house is painted. Thế họ biết là mình sơn cái nhà. Right. So câu này sẽ là he must be written to. Anh ta phải được người nào viết thơ cho rồi. Dịch như vậy á. Ông ta phải được người nào viết thơ cho rồi. Ok. Viết thơ cho rồi, cho. Okay, next one. Nhớ nhà trong câu có giới từ hay trạng từ bắt buộc các anh chị phải lặp lại. You can play with these cups quite safely. Câu này có nghĩa là gì các anh chị? Cups ở đây là gì? Cups đây là những cái con gì? Con béo á, phải không? Con béo á, con tiger đó, dạ con tiger, baby á. Dạ, giống như baby tiger, đúng rồi đó. Giống như angry tiger vậy đó. Nhưng mà nó không có angry. Nó giống như angry đâu. Nó không có angry. Ok. Không phải con gấu mà con tiger. Con cọp nhỏ đó, con cọp baby á. Không phải con nhện, con tiger. Bởi vì mới nói là safety. Ok, mới nói là safety. Bạn có thể chơi với những cái con baby tiger này một cách an toàn, không sợ nó cắn tại vì nó được train rồi. Baby train. Yeah, mình lặp lại thôi. These cups can be played quite safely. Câu này nha các anh chị. Có nhiều cách dùng cái passive mà mình không có theo luật như ở trên. They threw away the old newspapers. Họ vô họ quăng hết những cái tờ báo cũ. Làm câu này đi please, hurry các anh chị. Mình còn vài trường hợp nữa rồi mình nghỉ. Chu là chô đó. Là dục là quăng bỏ đó. Very good. Throw, through and thrown. Phải không các anh chị? And thrown. The old newspaper was thrown away. By me, hả? Huh? by them, hả? Right? Okay, các anh chị. By whoever, I don't know. Làm câu này nha.
They looked after the children well. Họ săn sóc phải không? Look after là gì các anh chị? Họ săn sóc phải không? Những đứa trẻ tốt. Cái well đây là thuộc từ gì các anh chị? Cái well đây là thuộc từ gì? Danh từ, đại danh từ, tỉnh từ, chẳng từ, giới từ hả? Thuộc nó là chẳng từ. Tại sao nó để phía sau hả? Chẳng từ thường thường bổ nghĩa cho động từ phải không? Phải không? Well là chẳng từ nha. Tại sao để phía sau hả? Đâu phải bộ đó, trong câu có đâu có chữ very đâu. No. Cái chữ well này đó là chẳng từ bổ nghĩa cho cái động từ look after. Ok, look after. Right. Yeah. Và nó để ở phía sau để nó nhấn mạnh. Các anh chị nhớ điều này nha, chẳng từ không phải lúc nào nó cũng đứng kế động từ. Nó có quyền để ở phía sau hay là để ở phía trước. Ok. No, chị mi nhắc các anh chị hết mỗi trường hợp, ok, đặng cho mình biết tại sao, ok. Học với chị mi là các anh chị phải biết tại sao, ok. Học grammar là mình phải nắm vững như vậy. Các anh chị không nắm vững là các anh chị bị tẩu hỏa liền. Đồng ý không nào? Bây giờ trường hợp nó để phía trước được không các anh chị? Ha? Trường hợp nó để phía trước được không? Ha? Được. Tại sao không được? Tại sao không được? Ha? Để phía sau để nó nhấn mạnh. Giờ đổi câu này đi. Phải mà. Ta nói có sách mách có chứng. Ok. Nói có sách mách có chứng chứ không phải tự suy nghĩ nói cho các anh chị không. Okay. Giờ đổi câu này đi. Đổi câu này. Please. Đổi câu này. À, đừng có cãi với Thầy My nha. Thua là cái chắc. Thầy My có bằng cấp cả lộn treo cùng nhà hết. Bằng cấp cả lộn treo cùng nhà hết trơn. Thế. Okay. The children were looked after. Rồi, bây giờ đó, để cái chẳng từ well phía trước thì để ở trước ở đâu? Ha? Để bây giờ mình đem cái chẳng từ well ở phía trước. Trường hợp này các anh chị nên để ở phía trước nó nghe hay hơn. Viết nguyên câu ra đi, để phía trước thì để ở đâu? The children well were looked after. Hay là the children were well looked after. Hay là the children were looked after well. Huh? Very good. Tại sao? Huh? Tại sao? Tại sao để sao chữ were vậy? Very good Angry Tiger thuộc bài đó. Thế phải để sau cái trợ động từ đầu tiên. Phải không? Phải không? Were well. Nhớ nha các anh chị, trong câu nó có trợ động từ thì mình phải để sau cái trợ động từ đầu tiên. Nếu mà nó có 2-3 cái thì mình để sau cái trợ động từ đầu tiên. Thế. So the children were well looked after. Có khi nó để phía sau, cũng có khi nó để phía trước. Miễn mình nói làm sao cho nó nghe hay. Phải không các anh chị, nói làm sao cho nó nghe hay.
Okay, next one. In other case. Nói câu này nha. Có nhiều trường hợp mình không theo luật được. Thí dụ như là nó có hai mệnh đề. People said that he was jealous of her. Người ta nói là ông ta thì ghen với cô ta đó, ghen tị với cô ta đó. Anh chị mà đổi được câu này chị mới phục luôn á. Okay. Very good, Brian. It was said that he was jealous of her. That's right. Câu đó cũng đúng. Mình đổi cái people thành it. Okay. It was said that he was jealous of her. Cũng đúng, câu của Alice. Hay là câu của Brian cũng đúng. And Mr. Toon là sai bét. Ai nói vậy nha? Ghê thì thôi. Cái câu của Mr. Toon thiệt là cầu kỳ, ok? Không ai nói vậy hết trơn á, ok? Gà quá. He was said. Very good, Hoa Hải Anh. He was said to be jealous of her. Tại sao cái câu của Hoa Hải Anh với câu Alice đúng các anh chị? Tại vì hồi nãy theo cái luật, right? Sau cái passive thì động từ phải trở về nguyên mẫu có to, okay? He was said to be, okay? Động từ chánh là to be, right? Ok, xem tin với câu này, các anh chị dùng cách nào cũng được. Ok. People believed that he was a good boy. Mọi người tin là ông cậu ta thì là cậu bé giỏi á. Có hai cách nói chữ people, mình sẽ đổi thành chữ it, phải không? Là nói chung chung vậy đó. Người ta nghĩ rằng, hay là nói được nghĩ rằng. Nhớ nha, các anh chị thấy chữ people thì các anh chị đổi thành chữ it được. It was believed that he was a good boy. Một cách khác nữa các anh chị. Yeah, he was believed that, believed to be a good boy. Ok, nào, cái khác nữa nha. Khi mà các anh chị dùng chữ should, ở trong câu có chữ should đó, thì mình đổi thành cái suppose. Ok, suppose. Ví dụ câu này nha. It is your duty to know how to drive. You should know how to drive. Yeah, you are supposed to know how to drive, right? Mình sửa thành cái supposed. Okay, this one. You should have finished. Anh chị muốn thêm thí dụ nữa không? Hết giờ rồi. Okay, I'll see you tomorrow. Okay. We do overtime for almost 10 minutes. Okay. Okay, gặp các anh chị ngày mai nha. Cái bài này còn nữa. Okay, gặp các anh chị ngày mai. Okay. Mắc cười. Angry Tiger. Tại sao không chung vô mùng học hả? Đem cái laptop chung vô mùng học hả? Hả, Angry Tiger bởi
gì lúc nào cũng angry là vậy. Ok, I'll see you tomorrow and chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị khá một ngày một đêm bình an vui vẻ. Ok. Dưỡng eo mà. And gặp lại các anh chị ngày mai nha. Bài này mình còn tiếp, ok. Mình còn nhiều lắm. Đủ hết mỗi cái chi tiết mà các anh chị cần biết. Ok. Ok, and that's it for today and I'll see you tomorrow. In the same room and at the same time with this 8 p.m. Vietnam. Okay. Okay, bye các anh chị. Gửi mai lại cho các ốp nha.